Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng, hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới sau khi đã có phiên tăng mạnh vào đầu tuần, giá của kim loại quý đã có tín hiệu chững lại. Tuy vậy, giá vẫn giữ vững ở trên mức hỗ trợ quan trọng là 1.800 đô la Mỹ. Vào khoảng 21 giờ đêm ngày 23 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá vàng đột ngột giảm mất mốc 1.800 đô la Mỹ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 4,2% lên 6%. Ngay sau đó, lãi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ tăng trở lại, thị trường chứng khoán đã khởi sắc. Điều này đồng nghĩa một phần của dòng tiền tập trung vào trái phiếu và cổ phiếu. Tuy nhiên ngay sau đó, Chủ tịch Fed ông Powell đã nhận định sự phục hồi kinh tế vẫn chưa đồng đều và có thể sẽ mất một thời gian để đạt được những tiến bộ đáng kể. Nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những khó khăn do hoạt động kinh tế chậm lại trong những tháng gần đây. Nhận định này đã kéo giá của kim loại quý ngay lập tức và vượt qua ngưỡng 1.800 đô la Mỹ như các bạn đã thấy. Tại phiên giao dịch gần đây, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng khoảng 0,2%, rút khỏi mức gần đáy 6 tuần. Qua đó, khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền chủ chốt khác. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, vàng không thể đảo chiều để tăng mạnh hơn cho đến khi chúng ta kỳ vọng lạm phát tăng hoặc phép nói về việc kiểm soát đường cong lợi suất. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ neo ở đỉnh gần 1 năm cũng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời là vàng. Bởi lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Mặc dù vậy, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR vẫn tiếp tục bán vàng ra thị trường. Lượng vàng nắm giữ của quỹ này còn 1.110,44 tấn. Trong vòng một tháng trở lại đây, quỹ ETF này đã bán ra thị trường với tổng khối lượng là 66,13 tấn, trong khi chỉ mua duy nhất một phiên với số lượng là 2,34 tấn vàng. Và tại thị trường trong nước, giá vàng đã giảm trở lại vào phiên ngày hôm qua 24 tháng 2 sau khi có mức tăng mạnh ở phiên trước đó. Mặc dù giảm giá, nhưng thông tin về gói hỗ trợ tài chính để kích thích kinh tế của Mỹ có thể sẽ mở đường cho kim loại quý lấy lại những gì đã mất. Theo đó, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 56.050.000 đồng lượng và 56.500.000 đồng lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56 triệu đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán là 56.500.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 56.150.000 đồng một lượng và 56.450.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 56.050.000 đồng một lượng và 56.520.000 đồng một lượng. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.520.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 450.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 500.000 đồng một lượng. Vàng PG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Vàng PG tại Hà Nội mua vào 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PG là 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.450.000 đồng một lượng.
Vàng phú quý SJC mua vào 56.150.000 đồng/lượng, bán ra 56.500.000 đồng/lượng. Vàng ngọc hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 55.300.000 đồng/lượng, bán ra 56.300.000 đồng/lượng. Vàng PG SJC mua vào 55.850.000 đồng/lượng, bán ra 56.400.000 đồng/lượng. Vàng PG một lượng mua vào 54.480.000 đồng/lượng, bán ra 55.050.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.200.000 đồng/lượng, bán ra 56.450.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.450.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu đồng/lượng, bán ra 56.500.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55.800.000 đồng/lượng, bán ra 56.320.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.100.000 đồng/lượng, bán ra 56.400.000 đồng/lượng. Tại ngân hàng Manichibank mua vào 55.600.000 đồng/lượng, bán ra 56.800.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.520.000 đồng/lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.520.000 đồng/lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.520.000 đồng/lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.030.000 đồng/lượng, bán ra 56.520.000 đồng/lượng. Tại Huế mua vào 56.020.000 đồng/lượng, bán ra 56.530.000 đồng/lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.500.000 đồng/lượng. Tại miền Tây mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.500.000 đồng/lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.050.000 đồng/lượng, bán ra 56.500.000 đồng/lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.030.000 đồng/lượng, bán ra 56.520.000 đồng/lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.070.000 đồng/lượng, bán ra 56.550.000 đồng/lượng. Giá vàng 4 số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn 4 số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.250.000 đồng/lượng, bán ra 54.750.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào 53.850.000 đồng/lượng, bán ra 54.550.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 53.010.000 đồng/lượng, bán ra 54.010.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.067.000 đồng/lượng, bán ra 41.067.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 29.956.000 đồng/lượng, bán ra 31.956.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.900.000 đồng/lượng, bán ra 22.900.000 đồng/lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.910 đồng, bán ra 23.120 đồng, giá không thay đổi so với phiên trước. Đồng đô la Úc mua vào 17.777 đồng, tăng 9 đồng, bán ra 18.519 đồng, tăng 9 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.844 đồng, tăng 33 đồng, bán ra 18.589 đồng, tăng 34 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 212 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 223 đồng, giảm 1 đồng.
Đồng euro mua vào 27.149 đồng, giảm 13 đồng. Bán ra 28.568 đồng, giảm 14 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.804 đồng, giảm 269 đồng. Bán ra 25.841 đồng, giảm 280 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.710 đồng, tăng 126 đồng. Bán ra 33.035 đồng, tăng 131 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.491 đồng, giảm 1 đồng. Bán ra 3.637 đồng, giảm 1 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 17.023 đồng, tăng 27 đồng. Bán ra 17.734 đồng, tăng 28 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.